bệ hạ, di thị này hết lòng thọ tang cho người, chứng tỏ phu thê tình trọng. Thắp nến soi cửu tuyền, vàng mã tiễn đường về. Người cứ yên nghỉ đi. Thiên cổ đế vương oan ức mà chết, gian định loạn chính, làm sao yên nghỉ? Làm ma làm quỷ, vô ảnh càng vô hình, khẩu Phật tâm xà, vô sĩ càng vô tình. Bá phụ, tâm lang biết người ôm hận mà chết, hôm nay nhất định rửa sạch hàm oan cho người. Tam lang, nếu người tới là có lòng bái tế thắp hương cho tiên đế, ai gia cảm kích vô cùng. Có điều ngươi có vẻ có ý đồ đen tối, cố tình quấy nhiễu đế lăng. Kẻ quấy nhiễu đế lăng chính là thái hậu đây. To gan, cả gan ngậm máu phun người trước linh cữu tiên đế, vu khống ai gia. Tạo ác trời không tha, ác hạnh chuốc ác họa. An Lạc công chúa thông đồng với thái hậu hại chết tiên đế, đã bị bắt giữ khai nhận rồi. Dòng tưởng và phái báo sáng trở thành tắc thiên thánh hậu thứ hai sao? Thì đã sao chứ. Tiên đế nhu nhược bất tài, ai gia đức cao trí nhuệ, từ lâu đã phải thay thế vị trí rồi. Bà phá tam cương, loạn ngũ thường, tâm bất lương, giả bất chính. Chỉ là một quận vương mà dám buông lời chống đối ai gia. Hôm nay ai gia sẽ bắt ngươi phải trả giá cho những cuồng ngôn dõng hành của ngươi. Cấm quân nghe lệnh. Lập tức. Dâm tam thử nghe lệnh. Di Tuyền đâu? Theo lệnh di tuyền của bà, câu kết loạn đảng, âm mưu tạo phản đều bị trừng trị tại chỗ rồi. Lập tức lấy thủ cấp của hai tên nghịch tặc này cho ai gia. Thượng Phương Trảm Mã Kiếm, Thái Bình công chúa, từ lâu hai người đã thông đồng cấu kết. Cuồng ngôn dõng hành thì phải trả giá thôi, cho nên hôm nay bà chắc chắn phải chết. Dựa vào ngươi. Có gan thì ngươi tuốt kiếm giết ai gia, để máu của ai gia tưới đẫm đế lăng. Linh cữu nhuốm máu, hớp hồn kinh hoàng, tiên đế chết không nhắm mắt. Các ngươi mang tiếng muôn đời. Bệ hạ, đừng sợ mà, chỉ là sấm sét thôi. Nô tài thăm kiến công chúa. Bệ hạ. Cô cô, nửa đêm tới đây, có phải có chuyện quan trọng gì không? Bệ hạ thần sắc bất an, có vẻ ngủ không ngon giấc. Trẫm lên ngươi, tuy chỉ có 18 ngày nhưng mà đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, bất cứ lúc nào cũng lo sợ trong lòng. Vậy tới nay cô cô tới lấy thánh chỉ này, bệ hạ nhất định phải chấp thuận, để cô cô đây công bố thiên hạ dùm bệ hạ. Tứ hải chưa định, dân không nơi nương, giang sơn chưa ổn, tướng không nơi thuộc. Hoàng thất mong chờ, lựa chọn hiền quân. Thiên hạ di công, suy tôn linh thánh. Trẫm còn nhỏ chưa thức thời, khó trị nước nhà. Phúc phụ tương dương, hiếu hữu quan giảng, thể hiện quy vọng. Nay mời tương dương tức vị làm vua, chăm lo nước nhà, mong thừa ý trẫm. Dạ quý. Các khanh đứng lên. Bệ hạ anh minh, di họa mới dẹp, nhưng loạn thần hoành hành, thời cuộc vẫn đợi yên ổn. Thánh thượng tự biết còn nhỏ, năng lực có hạn, cho nên truyền ngôi cho Tương Dương, tin chắc các khanh không có ý kiến. Tương Dương nhuệ trí nhân hậu, truyền ngôi vinh dự vô cùng.
Chúng thần đồng tâm đồng đức, nguyện cùng tồn vong với cơ nghiệp Đại Đường. Bệ hạ tấm lòng rộng mở, lấy nước đi đầu, chúng thần lắng nghe thánh ngôn. Cung nghinh Tương Dương thức dậy. Cung nghinh Tương Dương thức dậy. Dân vì quý, quân vì khinh. Thần không cầu công lao thiên thu, chỉ mong nước mạnh dân giàu, giữ vững cơ nghiệp Đại Đường. Người đã hướng về Tương Dương. Hoàng Điệt, ngôi dương này không còn thuộc về ngươi nữa. Chúc mừng tân đế lên ngôi. Bệ hạ vạn tuế, thiên hậu nhường nhượng. Quý như vậy, trong mắt của ta lại là tảng đá ngàn cân. Bây giờ cuối cùng có thể chút bỏ gánh nặng. Từ nay có thể không lo không nghĩ nữa. Từ nay ta còn có từ nay sao? Rút củi đáy nồi, việc có tận gốc. Thánh chỉ thứ nhất của ta là thái vị nhường ngôi. E rằng thánh chỉ thứ nhất của tân đế sẽ ban cho ta tự tử. Thánh chỉ tới. Lý Trọng Mậu tiếp chỉ. Trong thời gian thiếu đế tại vị, di thị loạn chính, triều đình chấn động. Nay Giang Định đã trừ, tân đế kế vị, niềm tình thiếu đế vẫn chưa chững chạc. Trẫm niềm tình thủ thuốc cho hoàng thất, phong cho thiếu đế làm Ôn Dương, lui về đất phong, yên tâm sống tại cố hương. Mau tạ ơn đi, mau tạ ơn đi. Ta chủ làm ơn. Đứng lên. Tam ca sẽ sai người bảo vệ đệ lên đường về cố hương. Từ nay đệ cứ yên tâm sinh sống. Tam ca. Tam ca biết đệ thiệt thòi, nhưng mà bằng mọi giá nhất định phải học cách kiên cường. Ngọc định đế quan ắt rất nặng nề, muốn đạt định cao ắt đợi thời cơ. Phú quý vinh hoa lâu nay không phải cái đệ muốn. Cơm bạc canh lạc đêm nằm ngon giấc, Trọng Mậu mãn nguyện lắm rồi. Tâm nguyện của đệ cũng giống như tâm nguyện của ba tánh vậy. Thiên hạ nhất định có thể yên ổn trở lại, tiếp tục thanh bình. Một con đồng giữ nguyên lên giúp, hai con dịch con ngoan ngoãn chạy, ba bữa cơm bạc ăn no bụng, bốn chân vững chắc không đổ ngã, năm lời ông cháu sủi cảo, sáu sống thuận lợi đều quay về. Nguyên Nguyệt, con coi con có được mến mộ không? Không hổ danh là trụ cột vững chắc của gánh xiếc Yên Bắc. Từ năm 9 tuổi con đã bắt đầu theo gánh xiếc Ngô Du Phương Bắc. Võ công của con không phải là dư thừa. Vậy thì ngày mai nhất định làm lại. Hay lắm. Nhưng mà trả tiền công trước đi. Được, ta lấy tiền thưởng xong lập tức đưa cho con. Ừ. Còn ngày mai nữa, tôi đã vào cung rồi, không thể giúp ông được.
Không được tới, nếu không thì giết ả ngay. Anh Hùng, đừng nóng nảy quá. Tôi chỉ là chân yếu tay mềm. Đại hiệp, ông cứ đừng chọc tức hắn. Mọi chuyện chỉ còn cách giải quyết. Long Vũ Quân, tên đạo tặc đó vừa mới đánh cướp phủ đệ một viên ngoại, lại cướp bóc ngoài đường, nhất định không thể để hắn chạy thoát. Yên tâm đi, Long Vũ Quân chúng tôi sẽ bắt hắn về quy án tại hạ Trung Lan Nhậm Tam Thứ, dám hỏi đại danh của anh hùng. Loạn thế trường nghĩa, trách nhiệm mỗi người. Thà Ly không dám tự xưng anh hùng. Xong chuyện rồi, đi cẩn thận nha, có biết không? Chú gánh, đừng đau buồn quá. Gánh xiếc có thể dựng lại, tiền có thể tìm lại. Nhưng mà làm ơn đưa tiền công cho con trước đi. Tiền thì không có rồi, rổ thì có con cái con lấy không? Tiểu nhân Hà Ly chỉ là thảo dân, vừa mới quen biết với Trung Lan đại nhân. Tại sao đại nhân lại cảm thấy tiểu nhân có tư chất phù hợp chứ? Náo thì bắt cướp, không tổn thương người khác, đánh đuổi ác tặc, không coi nhà tính mạng. Hội đủ trí dũng, chính là ứng viên thích hợp cho Long Vũ Quân. Long Vũ Quân tức là đại quan quý nhân trong cung rồi. Ông làm ơn làm phước, một là dẫn tôi vào cung, hai là đành lại 50 phương tiền cho tôi đi. Không quen không biết, không chút lý do tại sao phải bồi thường cho cung. Lúc nãy các người bắt cướp có hại tôi mất hết tiền công, chúng tôi chỉ mãi nghệ, toàn là tiền mồ hôi nước mắt, hôm nào cũng phải liều bằng mạng. Tôi cảm thấy cô giống tìm sự thương hại nhiều hơn đó. Sao nhiều chuyện như vậy chứ? Tôi đang nói chuyện với người khác liên quan gì tới ông? Tôi là Long Vũ Quân, cho nên liên quan tới tôi. Đúng vậy, người này đã gia nhập Long Vũ Quân. Đừng dây dưa ở đây nữa, đi đi. Chặn đường ăn uống cũng giống như với cha mẹ người ta. Lúc nãy ông vẫn không giao tới, sao chúng tôi phải đi trình diện Diêm Vương rồi? Tôi còn chưa tính toán, một là các ông giết chết tôi, hay là dẫn tôi vào cung. Cô nói chuyện không đầu không đuôi, tôi không biết cô nói gì nữa. Ông nghe không hiểu cũng không sao, quan trọng nhất là người này đã hiểu rõ. Thật ra tôi cũng không hiểu, 50 phân tiền ở đây không dư không thiếu. Chỉ có ông tốt bụng. Vì muốn xử lý êm chuyện, ông lấy 50 phân tiền đưa cho kẻ tham lam này, có đáng hay không? Đáng hay không là tùy người tùy việc, nhưng 50 phân tiền đổi lấy một người tài giỏi gia nhập, tôi cảm thấy nhất định xứng đáng. Đa tạ cô giao cho Tượng Phương trảm mã kiếm. Tam Lan mới có thể thống lĩnh cấm quân, dẹp loạn Chỉnh Đốn. Bây giờ di thị đã trừ, Tam Lan đặc biệt tới đây trả kiếm. Chim cạn kiệt, cung nọ cất. Coi bộ thanh thượng phương trảm mã kiếm này của bổn cung đã hết công dụng, cho nên con mới kháng quân tạo thế chiêu binh mãi mã. Công chúa đã nhận được thông báo của các nơi, biết Bình Dương phân phát thiệp anh hùng, chiêu mộ Long Vũ Quân. Phải, đúng là Tam Lan có chiêu binh, nghịch thế cần phải kháng quân, đại cuộc mới ổn, tàn dư của di thị chưa xong. Chẳng qua Tam Lan muốn thiên hạ ổn định, hoàn toàn trùng khớp với ý định của cô. Hoàn toàn trùng khớp, e rằng chúng ta đã đi ngược phương hướng. Sau khi Trọng Mậu nhường ngôi, bổn cô muốn trị nó chết, con lại cầu xin hoàng huynh phong cho nó làm ôn dương, còn sai người hộ tống nó rời kinh. Trẻ con vô tội, hơn nữa Tâm Lan cô không biết cô có ý muốn giết nó. Bây giờ con biết rồi chứ, tránh bị hậu hoạn, con nên mất trâu làm chuồng, lập tức diệt cỏ tận gốc. Tha lỗi cho Tâm Lan, không thể phụng mệnh. Tại sao không thể? Vì bảo vệ sự anh minh của phụ hoàng, tân đế lên ngôi liền giết con cháu thiên hoàng. Vậy thì so với bảo quân tùy dạng đế giết vua giết đại ca có gì khác biệt? Hạng Vũ thả nhầm Lưu Bang tại Hồng Môn Yến, dẫn tới Giang Sơn tiêu tan, chết thảm tại Âu Giang. Con muốn nhìn thấy kết quả đó sao? Lưu Bang là kẻ thù của Hạng Vũ, Trọng Mậu là tiểu đệ họ của Tam Lan, cháu của cô, còn là con cháu của hoàng thất đại đường chúng ta. Giang Sơn hoang phế đời xây dựng, cốt dục tình thân khó bỏ. Đối với Trọng Mậu, giết thì người đời nguyền rủa,
Còn Thả thì dân nước lập uy, tin chắc cô cũng muốn giúp cho cụ Hoàng có tiếng nhân nghĩa, có hành động sáng suốt mà. Công chúa, hôm nay Ngọc Thể lao lực, có phải cần nghỉ ngơi không? Đạo bất đồng, bất tương di mưu. Từ nay bổn cung muốn ai dinh nhục có nhau, muốn cùng ai đường ai nấy đi, đích thực cần phải suy xét kỹ lưỡng. Chuẩn bị hầu tẩm. Cung phiện cô nghỉ ngơi. Tâm lạc cáo lui. Khoan đã. Trưởng ấu có ngôi, đích thì khác biệt. Trưởng huynh Tống Dương của con thân là trưởng nam đích hệ. Bổn cung đã lệnh cho Tống Dương Phi phụ trách yến tiệc 3 ngày sau. Con, tuy là con thứ, tin chắc con cũng ra sức hỗ trợ. Bổn cung có ý muốn Bình Dương Phi đảm nhận chức lệnh vũ cơ trong yến tiệc. Có lẽ con không chấp nhất làm mất thân thế Bình Dương của con, đúng không? Bẩm phụ hoàng, món ăn lần này hoàn toàn ẩn chứa ý nghĩa thiên tử, đặc biệt chúc mừng phụ hoàng mới lên ngôi. Tốt, có ý nghĩa lắm. Dây yến của Sảnh Du ý nghĩa sâu xa. Chúc mừng Hiền Phi có một trợ thủ đắc lực. Nghe nói là Sảnh Du đặc biệt chuẩn bị lễ mừng. Chỉ mong phụ hoàng và Hiền Phi thấy thích. Lễ mừng có tên Tiên Nữ Hiến Tinh. Cầu vàng rỗng ruột, trong chứa minh châu tựa như vì sao lấp lánh. Tiên nữ lai triệt, đúng là cậu nói cát tường. Ả muốn tiên nữ hiến tinh, bổn cung bắt ả phải sao rơi đầy sàn. Nô tỳ biết phải làm gì. Trời ban điềm lành, tiên nữ tán hoa, ngụ ý phúc đến muôn nơi. Thần thiếp cầu chúc trời phù hộ đại đường, bệ hạ hồng phúc tề thiên. Hay, độc đáo. Sảnh Du, màn tiên nữ hiến tinh này sắp xếp hoàn hảo vô cùng. Thật ra thần thiếp tại thô học thiển, chỉ biết cầm kỳ thi họa. Đối với những tạp nghệ ca múa này, thật sự không chút hiểu biết. Không giống như Bình Dương Phi làm tốt chức lãnh vũ cơ này. Tài nghệ thiên hà, mô hình vạn trạng. Trương Nghi chỉ là ra sức tập luyện, cũng nhờ phụ thân khai sáng. Hôm nay mới có thể biểu diễn chúc mừng phụ hoàng. Xưa nay Trương Nghi hội đủ nho nhã linh động. Hôm nay vũ khúc hợp nhất, cao thấp xoay chuyển, tự nhiên vô cùng. Đúng là làm cho người ta mê đắm. Tài nghệ thiên hạ thuần thục khéo léo, nhất thông bất thông. Bấy lâu Trương Nghi luôn cảm thấy ăn học tới chốn và siêng năng tập luyện không xung khắc lẫn nhau. Chỉ cần cố gắng tham khảo sẽ càng thêm hiểu biết. Bình Dương Phi không chỉ ca múa hơn người, hơn nữa còn thông minh, có hiểu biết. Trẫm hài lòng vô cùng. Nói tới hài lòng, thái bình ngưỡng mộ nhất là Hoành Phi Thiên Hạ quy tâm treo trong thư phòng mà thành khí tặng cho Hoàng Huynh. Nguyện chúc hiền tài thiên hạ đều quy thuận đại đường. Cộng thêm nét chữ thiết hoạch ngân câu, thật sự tạo thêm khí thế. Phụ hoàng, Hoành Phi đó xuất phát từ thủ bút của Tam Lang. Cũng nhờ nét chữ của Tam Lang mạnh mẽ,
mới có thể thể hiện được khí thế hùng hồn của thiên hạ quy tâm như vậy. Thật ra Hoành Phi bốn chữ đó là chủ ý của đại ca. Đại ca và Tam Lang đã biện chúc mừng phụ hoàng, tân đế đăng cơ, đại đường quốc vận hưng long. Hay, có ý nghĩa. Thành khí không hổ danh là đích trưởng nam, tặng lễ cẩn thận chu đáo, biết cách dùng người, quả nhiên có tài năng làm vua. Đa tạ cô ngưỡng mộ. Hôm nay thật sự vui mừng lắm. Chúc thiên hạ quốc thái dân an. Chúc đại đường thủy khí tường hòa. Chân của nàng chưa khỏi, không nên đi lại khắp nơi. Thái y nói không tổn thương gân cốt, không đáng ngại. Trái lại ra ngoài ngửi hương hoa có thể ổn định tinh thần. Tưởng di có gai, bề ngoài diễm lệ, trong chứa nguy hiểm. Hãy bất cẩn, máu sẽ chảy không ngừng. Chỉ sợ minh thương dễ đỡ, ám tiện khó phòng. Có phải vũ cơ đó có liên quan đến cô không? Cô ta đã rời khỏi hoàng cung từ lâu, biệt vô âm tín. Tai nạn lần này là do ai gây ra? Đã là lòng dạ Tư Mã Siêu, ai ai cũng biết. Hình như cô không còn tin tưởng Tam Lang như trước nữa. Cái mà cô cần là thú cưng hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời, hết lòng thần phục. Không ngờ hoàn cảnh lần này của ta lại liên lụy luôn cả nàng. Trương Nhi bị thương là chuyện nhỏ, nhưng ứng viên thái tử mới quan trọng. Cô được phụ hoàng tin tưởng. Trương Nhi chỉ lo từng hành động câu nói của cô sẽ quyết định ngôi vị thái tử thuộc về ai. Đúng là như vậy. Nhưng ta cũng không cam tâm ngoan ngoãn quy phục, mặc cho người ta sắp đặt chịu đựng thiệt thòi. Tam Lang, chàng bẩm sinh có tài năng trị quốc, lo cho xã tắc đại đường. Cho dù thuận lợi cũng được, khó khăn cũng được, Trần Nhi nhất định thề chết ủng hộ. Làm người như nước, làm việc như núi, phàm mọi chuyện hội đủ cương nhu. Tam Lang, chàng nhất định làm được. Ngoài trừ chuyện đó, ta còn phải cố gắng bảo vệ nàng. Vậy nghỉ ngơi đi. Chân của nàng chưa khỏi, đừng có đi nhiều quá. Cô lại thưởng vài cây trăm vàng cho tỷ, còn mời tỷ lát nữa du ngoạn. Không cài thì uổng phí tấm lòng của cô. Còn cài hết thì có vẻ như phô trương quá. Tỷ thấy muội ít trang sức, quen thanh đạm, coi giùm tỷ coi làm sao phối đây. Du ngoạn thưởng hoa, trăm hoa vàng và trăm lá vàng đi. Hoặc bác lại có ý thơ, cài luôn lên đầu coi có hợp không. Trước giờ tỷ có sao nói vậy, có những chuyện thật sự không thể không nói. Muội, dù sao muội cũng là con cháu danh môn, tại sao phải sống thiệt thòi như vậy chứ? Hoàn toàn không giống bàn tay thuộc về Dương Phi. Không nói sẽ tưởng đâu muội quen làm việc nặng nhọc. Bình Dương bị giam ở Lạc Dương, chắc chắn muội đã chịu đựng phong sương. Tẩu tẩu có lòng, gió bất biết có mạnh, hoàng nạn thấy lòng người. Có thể trước đắng sau ngọt, Tam Lang và Trân Nhi luôn biết ơn trong lòng. Còn phải biết ơn muội có người cha tốt. Năm xưa Bình Dương lâm nạn, cha của muội đem cầm luôn tấm mền và cẩm bào, mới đổi được chén canh lạc, chúc thọ thần với Bình Dương. Đủ để biết hoàn cảnh lúc đó của hai người thê thảm đến cỡ nào rồi. Chân tình không sợ khó khăn, vàng thật không sợ lửa rèn. Có thể cùng Tam Lang vượt qua hoạn nạn là diễm phúc của Trân Nhi. Hai người đúng là một đôi trời đất tạo hợp. Một người số kiếp long đong, một người mưa gió có nhau. Bình Dương là con của Thứ Phi, cho dù có công cũng chỉ giúp phu quân của tỷ thành đại nghiệp, định sẵn suốt đời lặng lẽ vô danh. Kiếp này im hơi lặng tiếng. Muội làm tỷ đau rồi. Đạo tẩu nói đúng lắm, Trần Nhi tay chân dụng về, không giỏi nhưng công việc khéo tay.
nhưng người thô trí không nhược. À phải, có phải cài thêm những cây trâm khác không? Không cần đâu, ta tự cài được rồi. Đừng lo nhìn giáo giác nữa, đi nhanh một chút đi. Thành học sĩ, ông nói cho tôi vô Ti thị phòng làm nữ sử mà, sao bây giờ thành cung tỳ vậy? Bị bệnh thì chữa bệnh, không bệnh thì im đi. Làm nữ sử còn chưa định là Ti thiện phòng nữa. Cô không có 100 mấy chục phân tiền, đừng có nghĩ tới nha. 50 phân tiền cho cô vào cung đã là phá quy định rồi đó. Vô hàng. Thường cung cục. Tân đế mới lập, thượng cung cục chúng ta cũng giống như xưa, giữ đúng bổn phận, tập trung công việc, làm đến tốt nhất. Người nhờ lòng tốt, cây nhờ cam lộ. Một cục bốn ti chúng ta đã làm quan trong cung, hưởng bổng lộc triều đình, thì phải đồng thanh, đồng khí, hỗ trợ lẫn nhau, hiệp lực đồng tâm, cố gắng hầu hạ hậu cung. Thượng hạ xin nghe lời dạy chủ trương thượng cung. Tin chắc còn vài tháng nữa, thánh thượng sẽ sách lập thái tử. Bổn thượng cung sẽ tùy theo công việc nặng nhẹ của các phòng sắp xếp nhân lực. Lục ti chế, chương thượng cung, lễ phục của thái tử phi hoàn thành trong 3 ngày, nhưng còn thái tử do có 9 mẫu thêu qua, trình tự càng phức tạp hơn, cho nên thuộc hạ hy vọng ti chế phòng có thể tăng thêm 6 cung tỳ mới. Cần thêm nhân lực, có thể châm trước suy nghĩ. Tự ti trân. Ti trân phòng của thuộc hạ đang hối hả làm phụng sai của thái tử phi. Phụng sai lần này sẽ dùng loại kim ti nhỏ hơn cả tóc để tạo thành, trình tự phức tạp tinh tế. Nếu lương cả ti chế phòng cũng phải tăng thêm 6 cung tỳ, vậy thì ti trân phòng của thuộc hạ ít nhất cũng phải tăng thêm 8 người. Ý của tự ti trân tức là ti chế phòng chúng tôi cần nhiều người quá. Lục ti chế, vậy thì e rằng cô đuổi hình bắt bóng quá rồi. Nam cung ti thiết, còn cô? Ti thiết phòng ngoài việc đang lo bố trí hậu cung, còn phải chuẩn bị hoa lá 4 mùa, màn chứa ngũ sắc, bao tháp 6 tầng thất sắc. Tóm lại, ti thiết phòng của cô muốn thêm bao nhiêu người? Do lớn thì mát, người đông thì mạnh, 3 người hợp lý, 5 người thì hoàn hảo. Cung ti thiện, ti thiện phòng của cô thì sao? Do tân đế lên ngôi, ti thiện phòng của thuộc hạ ngoài việc chăm lo 5 bữa trong ngày cho các điện trong hậu cung, còn phải phụ trách yến tiệc lớn nhỏ, chế biến bánh ngọt, hoa trái ban thưởng. Thật sự không thể kham nổi rồi. Nhưng mà đương nhiên phải quan sát bao quát, mọi chuyện thuộc hạ đều nghe theo sự sắp xếp của chương thượng cung. Chương thượng cung, chân nấu xào chiên hầm ninh xối mỡ tôi đều biết, bánh ngọt qua trái yến tiệc tôi cũng rành, cho tôi vô ti thiện phòng đi. Vô lễ. To gan, mới vào cung cũng phải biết phép tắc chứ. Xin thượng cung tha tội, tôi chỉ muốn dùng đúng hiện tài thôi. Người muốn vô ti thiện phòng có biết làm cơm bát bửu không? Biết. Làm sao làm? Dùng cơm. Còn gì nữa? Dùng nếp. Còn gì nữa? Lòng trứng muối với lại thịt heo, đậu xanh với lại tôm. Được. Đợi người phân biệt rõ cơm bát bửu và bánh bá tràng mới vô ti thiện phòng đi. Đừng tưởng tôi ốm tông teo, khi tôi dùng sức không phải đùa giỡn. Khi giỏi giác giỏi, bảo đảm sẽ khen. Đúng là nghe đến súc lỗ tai. Có ai biết cổ nói gì không? Đúng là phát âm của tôi có chút khó nghe, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng khả năng của tôi. Tôi làm gì cũng được. Nhưng như khi giỏi giác giỏi, bước đồ dùng cũng không nổi đàm. Dù ti thiết phòng của tôi bảo đảm không thiệt thòi. Chư thượng cung, cho dù ti thiết phòng của thuộc hạ đi được không? Tôi.
Chúng ta tắm gội phải tranh thủ lắm hả? Bình thường thì không cần, nhưng hôm nay đặc biệt một chút. Tối nay là đêm trăng tròn. Đêm trăng tròn vậy thì sao chứ? Cái gì chứ, cô chưa nghe câu chuyện về đêm trăng tròn sao? Họ mới vô đương nhiên không biết rồi. Tức là mọi người không biết chuyện Tiêu Thục Phi kết quan hay sao? Chuyện gì vậy? Tiêu Thục Phi là ái phi của tiên đế Cao Tông, do cậy thế kiêu ngạo đắc tội với Tắc Thiên Thánh Hậu. Cuối cùng Tắc Thiên Thánh Hậu dùng xích sắt trói bà ta, sau đó chặt hết tay chân của bà ta biến thành tàn phế, cuối cùng còn thả bà ta vào lưu nước dìm bà ta đến chết luôn. Hôm đó đúng lúc cũng giống như hôm nay, cũng là đêm trăng tròn. Từ đó cứ đến ngày rằm, Tiêu Thục Phi đều kéo lê xích sắt đi khắp nơi trong hoàng cung, lang thang khắp nơi. Quan hồn đòi mạng tới tìm thế thân. Mọi người có cần sợ vậy không? Cô đó, con giả lương thanh điểu thúy điềm của Tiêu Thục Phi hù chết người không có mạng đền đâu. Thiệt nhát gan quá đi, giỡn chơi thôi mà. Thôi thì cô quấn thêm xích sắt đi, Tiêu Thục Phi nhất định nhặt cô liền. Phải thử đi, thử đi. Hình như có tiếng xích sắt thật đó. Phải đi, chạy đi. Có quan bộ xích sắt thật sao? Cái sắc đồ lễ sắc như vậy có tác dụng hay không? Có lẽ cũng còn tác dụng. Tiết tỷ, muội thấy buồn quá. Nguyệt Nhi, muội đừng có buồn nữa, cha nhất định mau chóng khỏi bệnh mà. Muội không chỉ thấy buồn trong lòng, bụng của muội cũng thấy buồn lắm. Tiết tỷ, tỷ nghe đi, nó vẫn còn kêu cồn cào trong đó nè. Để lát nữa khi cha uống thuốc xong, chúng ta ra sau núi tôi có thể móc khoai môn được hay không? Hôm qua đã móc rồi, vỏ cây cũng không có. Nguyệt Nhi, có trái táo đỏ nè, vẫn còn thịt, muội mau ăn đi. Tỷ tỷ, tỷ ăn đi. Nguyệt Nhi, muội ngoan ăn đi. À. Mẹ. Mẹ về rồi. Như Nhi, Nguyệt Nhi. Ê, tỷ tỷ, bánh bao kìa. Mẹ, sao hôm nay có bánh bao vậy? Đừng nói nhiều nữa, nhanh lên, mỗi đứa ăn một cái nhanh đi. Tí tí, tí ăn đi. Đúng được. Tí tí, tí coi nè, có nhân thịt nữa. Ủa tí tí, sao cái của tí không có thịt vậy? Hay là chúng ta mỗi người một nửa? Không có thịt mùi không ăn đâu, tí tỷ à. Mỗi người một nửa đi, tí tỷ. Tí tỷ, tỷ ghét lắm. Từ nay mùi không đến xe tỷ nữa. Thái dương ba ba, thì ra khi người túc đói bụng con sẽ trở nên xấu xí. Lúc nãy tỷ tỷ đã dành hết cái bánh bao nhân thịt của con tự mình ăn hết, con ghét tỷ ấy. Con sẽ không nói chuyện 10 ngày. Nhưng mà hôm trước tỷ tỷ đào được củ khoai, con nhường phần lớn cho con nữa. Thôi được, không nói chuyện 5 ngày thôi, 5 ngày đi. Nhưng mà lúc nãy tỷ tỷ đưa cho ta đỏ cho con ăn. Thôi được, không nói chuyện 3 ngày, 3 ngày không nói chuyện, không thay đổi nữa. Người của họ đang ở đầu làng.
Chỉ cần con bước ra khỏi cánh cửa này, con sẽ không còn là Nguyên Nhu. Từ nay con sẽ tên là Ân Nhu. Mẹ không biết làm sao chọn, cả hai mẹ con đều không đành lòng. Mẹ chỉ có thể phó mặc cho trời, để coi một trong hai con ai lấy được. Con hiểu rồi mẹ. Mẹ biết con thương muội muội nên mới dành cái bánh để ăn. Nguyệt Nhi ban đêm sợ tối đi ngủ cũng kêu con ngủ cùng. Nếu rời khỏi nhà, rời khỏi cha mẹ, có chuyện gì ai lo cho nó? Nhu Nhi sẽ nghe lời mẹ dạy, ít nói chuyện, siêng làm việc, bớt sân si, sẽ biết ơn. Mẹ, mẹ không cần lo cho con. Lần này con thay con của họ ăn vào cung, mọi chuyện con phải cẩn thận, con biết không? Con biết rồi mẹ. Mẹ không thể gặp lại con được nữa. Tị phải đi hả? Sao tị phải đi chứ? Mọi người muốn tị đi. Nguyệt Nhi, nếu tị không vào cung, chúng ta không có cơm ăn, cha không có tiền chữa bệnh đâu. Tị phải đi bao lâu vậy? Một năm tị về chưa? Không lẽ 2 năm? Người ta nói hãy vào cung thì không còn cơ hội trở về. Tị muốn không tị đi đâu, tị đâu đi. Vậy mà Nguyệt Nhi, từ nay muội phải ngoan, đừng sợ tối nữa. Với lại muội nhớ phải phụ mẹ chăm sóc cha đó. Nguyệt Nhi, mẹ, mọi người phải bảo trọng. Dù Nhi phải đi đây. Nguyệt Nhi, tỷ, muội nhất định phải tìm được tỷ. Đại sư huynh, Long Vũ quân quả nhiên lợi hại. Cũng ai quân trành đường xá ở Trường An, từ đâu đã chuẩn bị sẵn chỗ nương thân, nếu không một cánh cũng khó thoát. Được đại sư huynh phối hợp, giả làm đạo tặc, để đệ bắt cướp lãnh công ở Đáo Thị, để đã trà trộn vào Long Vũ quân thành công. Làm theo kế hoạch, mọi chuyện cẩn thận. Phục hoa lệ quý phái, quả thật không ai ngoài ta. Mọi người đã dựa theo căn dặn của Hiền Phi nương nương, chuẩn bị chu đáo cho đại lễ sách lập thái tử. Thượng cung cục kinh nghiệm phong phú, làm việc nhanh nhẹn tỉ mỉ, cộng thêm có Chương thượng cung lãnh đạo, bổn cung thật sự yên tâm. Ti chân phòng của nô tỳ chuẩn bị 2 cây trăm vàng, 1 cây phượng hoàng tung cánh, 1 cây phi phụng nghinh long. Cho dù thái tử phi thuộc về người nào cũng đâu đó ổn thỏa. Lần này ti chế phòng của thuộc hạ chuẩn bị lễ phục cho thái tử phi, dùng kim ti thêu nạm, phối hợp với loại cấm tử sa thượng hạng nhất, thể hiện nhan sắc của thái tử phi. Tống Dương Phi, ai đó?